thất bại được. Đấy là một quan điểm tôn giáo. Nhưng đối với Jeremiah thì quan điểm tôn giáo đó là sai lầm. Sai lầm. Ngài nhắc cho người ta nhớ rằng Chúa có thể hủy diệt Jerusalem và ruồng bỏ hàng vua Chúa thuộc dòng dõi David. Và điều quan trọng là tiên tri Jeremiah nhấn mạnh với họ đó là việc đền thánh Jerusalem bị phá hủy không phải là do sức mạnh của đế quốc Babylon mà là công việc của Chúa. Ủa, cái này thì khó lắm. Tôi có ý nói là chúng ta khó chấp nhận điều đó lắm. Khó chấp nhận điều đó. Làm sao mà lại có thể chấp nhận được là đền thánh bị phá hủy là do thánh ý Thiên Chúa? Khó chấp nhận lắm. Nhưng mà Jeremiah muốn người ta ý thức điều đó. Thiên Chúa không có bị lệ thuộc vào những tính toán của con người. Và ngày hôm nay vẫn còn là một lời cảnh giác đối với chúng ta đấy các anh chị. Vẫn là một lời cảnh giác với mình. Những biến cố lịch sử hoặc là những biến cố xảy ra ở trên thế giới mà nó có những tác động không hay đối với giáo hội, mình khó mà nghĩ được rằng Chúa có mặt ở đó. Tôi lấy một ví dụ. Khi còn sống ở bên kia, nó rộ lên cái phong trào mà các linh mục liên tiếp bị tấn công về chuyện lạm dụng tình dục trẻ em. Trời ơi, ngày nào nó cũng đưa lên tivi chuyện này, chuyện kia. Đến nỗi mà xin lỗi, ra ngoài đường nhiều cha cảm thấy mặc cái áo mà có cổ côn thế này thì là cả một nỗi tủi nhục. Nó sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông để nó gieo vào đầu người ta một cái ý tưởng là linh mục là xấu xa lắm, linh mục là bê bối lắm. Rồi bao nhiêu địa phận đó là bị thưa kiện đến nỗi mà phá sản. Địa phận Boston đóng cửa một lúc 60-70 cái nhà thờ. Bán cả tòa giám mục. Thế thì thử hỏi là trong những biến cố như vậy đó, mình có thể tin được rằng lạy Chúa, Chúa làm cái chuyện này không? Mình có thể tin được rằng chính Chúa làm cái chuyện này không? Hay là mình lập tức mình nói rằng mấy cái thằng ma quỷ đấy nó ghét giáo hội, nó tấn công giáo hội. Thì có thể là người ta ghét giáo hội, người ta tấn công giáo hội, nhưng mà có Chúa hiện diện ở đó không? Hay là có khi chính Chúa dùng họ để làm khí cụ của Ngài mà thanh tẩy giáo hội? Tôi lấy một cái ví dụ ở trong thời đại hiện tại để các anh chị đặt mình vào hoàn cảnh lúc bấy giờ sẽ thấy nó khó như thế nào. Và lúc đó ta mới thấm thía những câu nói, ví dụ người ta nói vô thần có giá trị thanh lọc đức tin. Mình khó chấp nhận những chuyện đó, nhưng mà thực sự là như vậy. Nhiều khi chủ nghĩa vô thần phê bình, tấn công, bài xích đức tin Kitô giáo, nhưng lại là dịp để cho mình ý thức lại, mình suy nghĩ lại, mình thanh lọc đức tin của mình cho tinh rồng hơn, chứ không chỉ bám vào những cái lệ thuộc, những cái phụ thuộc ở bên ngoài. Đấy, mục đích của tôi là muốn cùng với các anh chị quay trở lại thời của tiên tri Jeremiah. Người ta khó mà chấp nhận cái quan điểm của Jeremiah. Thế cho nên có nhớ ở chương hình như 24 thì phải, có cái phần mà tiên tri Jeremiah đối đầu với ông tiên tri Hananiah, có nhớ không? Đấy,
Một bên thì là tiên tri thật, còn một bên là tiên tri giả. Nhưng mà tiên tri giả nói thì nghe bùi tai lắm, cho nên ai ta cũng thương, ai ta cũng quý, đón nhận. Nhưng mà cái ông tiên tri thật thì ông ấy nói nó sốc quá, cho nên khó chấp nhận. Thế rồi thì theo dòng lịch sử nó làm sao? Khi ngày của Đức Chúa đến, tức là khi mà Jerusalem bị tàn phá, khi vua chúa bị đem đi lưu đày, thì lúc đấy người ta mới nhớ lại lời của Giê-rê-mi-a. Lúc đấy người ta mới nhớ lại, hóa ra là ông ấy nói đúng thật. Và người ta nhớ lại lời rao giảng, cũng như là những hành động kỳ khôi mà Ngài làm. Ví dụ như có lần mà Ngài lấy gông Ngài đeo vào cổ chẳng hạn. Mà tôi phân tích cho các anh chị, đó là một thứ dụ ngôn bằng hành động, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Người ta nhớ lại tất cả những chuyện đó, và người ta bắt đầu nhìn thấy những biến cố trong lịch sử của đất nước mình với một cặp mắt mới, cặp mắt của đức tin. Đấy. Và khi mà người ta mang lấy cặp mắt của đức tin đó rồi đó, thì dù có bị đem đi lưu đày nữa, đức tin vẫn sống, đức tin vẫn tồn tại, đức tin vẫn phát triển. Và nhờ đức tin đó mà dù sống trong cảnh tăng tốc của lưu đày, một dân tộc không bị tiêu diệt, để rồi một ngày nào đó họ lại được trở về quê hương và xây dựng lại đền thánh Chúa, xây dựng lại dân tộc của mình. Cái hay nó nằm ở chỗ đấy. Chúa dạy mình những bài học không phải là lý thuyết, mà bằng những kinh nghiệm thực tế của lịch sử. Thế thì khi chúng ta nhìn lại Giê-rê-mi-a như vậy đó, tôi không có viết vào đây, nhưng mà ý của tôi là tôi mong tôi gợi lên một câu hỏi với các anh chị. Thì trong cuộc sống của riêng mình, của gia đình mình, rồi của giáo hội Việt Nam mình chẳng hạn, nó có những chuyện, những biến cố xảy ra mà đứng về mặt tự nhiên là mình thấy nó đau buồn lắm, khó chấp nhận lắm. Nhưng mà khi mà mình đọc sách Giê-rê-mi-a với những cái suy nghĩ này này, thì Giê-rê-mi-a có thể giúp mình có một cách nhìn mới không? Hả? Cái cách nhìn của đức tin. Nếu mà tôi thực sự xác tín là Thiên Chúa là chủ của lịch sử này, Thiên Chúa là chủ cuộc đời của tôi, của gia đình tôi thực sự xác tín như vậy, thì mọi biến cố hạnh phúc hay là đau khổ, bây giờ Chúa muốn tôi nhìn vào những biến cố đó như thế nào? Rồi từ đó mình có cái phản ứng cho nó thích hợp, mình có một chọn lựa cho nó thích hợp. Đọc sách thánh không chỉ là để học, học lịch sử theo nghĩa là biết những chuyện nó đã xảy ra, mà cái điều quan trọng còn là liên kết cái bài học đó với đời sống đức tin hiện tại của mình. Đó là một số điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị khi chúng ta kết thúc sách Giê-rê-mi-a. Mùa này là mùa hè rồi, cho nên ta để ý thì sẽ thấy là buổi tối khi mà mình đi học á, thì chỉ còn có mỗi cái lớp của mình thôi, còn các lớp khác á, thì người ta nghỉ hè rồi. Nhưng mà lớp của mình thì không có nghỉ hè, bởi vì nó những 100 tuần. Mà nếu mà chúng ta mà nghỉ hè đó thì chắc là khi lấy lại thì nó không có còn khí thế gì nữa cả. Mà đây là một cái phương pháp nó kéo dài để mỗi một tuần gặp gỡ nhau mà cùng học hỏi, lắng nghe để chia sẻ lời Chúa. Cho nên các anh chị cứ tiếp tục hàng tuần như vậy nhé.